Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc vừa tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách trong ngành giáo dục địa phương. Thông qua hoạt động này nhằm đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong toàn thể giáo viên và học sinh. Tại buổi lễ, nhiều hoạt động như văn nghệ, kể chuyện theo sách, giới thiệu những cuốn sách hay đã được tổ chức một cách bài bản và khéo léo. Điểm nhấn của lễ phát động năm nay đó là những tiết đọc và chia sẻ sách của học sinh. Theo đó, lần lượt từng học sinh thay nhau kể những câu chuyện mà mình thích nhất. Sau đó các em nhận được những câu hỏi, những góp ý từ các bạn trong lớp và thầy cô giáo để hoàn thiện khả năng về kể chuyện và rút ra bài học cho bản thân trong thực tiễn cuộc sống. Từ đó, tạo cho các em sự hứng thú và đam mê đọc sách. Con cảm thấy rất vui vì trong ngày hội này thì con có biết nhiều thêm về những cuốn sách con chưa học và những điều lý thú về sách. Dạ, con cảm thấy rất vui và mong muốn có nhiều ngày hội, con nhiều ngày hội đọc sách hơn nữa để con được có những bài học, để biết những bài học hay ở trong những cuốn sách. Qua lễ phát động này là nhà trường và cũng như là toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh là có điều kiện để mà hưởng ứng được phong trào hoạt động, đặc biệt là thông qua cái ngày hội này thì chúng tôi cũng đã phát động đến toàn thể cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng tham gia quyên góp sách và hỗ trợ để cho các em được đọc được nhiều sách và các em sẽ có được cái kỹ năng và cũng như là cái phương pháp đọc hiệu quả hơn. Được biết trong dịp này, hơn 5.000 đầu sách cũng như các trang thiết bị thư viện, tủ sách của các tổ chức đơn vị cùng các cá nhân hảo tâm, phụ huynh học sinh và giáo viên ủng hộ có giá trị gần 2 tỷ đồng. Ngoài việc tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, lưu giữ và chia sẻ sách, buổi lễ còn nhằm tuyên truyền giáo dục về việc đọc sách, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần thực hiện phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực. Theo đánh giá của các nhà tài trợ, đây là hoạt động có quy mô bài bản nhất từ trước đến nay được thực hiện tại một huyện của Việt Nam. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi áp dụng các cái phương pháp đọc sách tiên tiến và đã thể hiện rất rõ, chẳng hạn như ở Lộc Trì đây chúng tôi mới thực hiện chưa đầy một học kỳ, nhưng mà qua cái trình bày của các em, qua cái chia sẻ sách thì thấy được cái sự tự tin và cái khả năng tư duy của các cháu rất tốt, và chúng tôi tin tưởng rằng với cái tiềm năng của các em thì chúng tôi hoàn toàn có thể phát huy giúp các cháu tự tin hơn và thành công hơn trong tương lai. Cái mà cốt lõi nhất là các em đam mê đọc sách, thấy vào đó là mê chơi game thì bây giờ các em đã không còn chơi game nữa, mà các em đã thường là tại trường cầm sách, thậm chí ngồi tại gốc cây là sách, hoặc là đem sách về nhà, hoặc là ngồi chơi ba mẹ đọc cũng đọc sách. Đó chính là cái cách mà cái mục đích ý nghĩa, và tôi thấy hôm nay là đã thành công, và tôi sẽ cố gắng là tiếp tục kêu gọi ủng hộ và tiếp tục theo dõi và tiếp tục tổ chức thi rồi kể chuyện sách rồi chia sẻ sách, và sẽ có những cái giải thưởng. Và đặc biệt trong những cái buổi lễ phát thưởng cuối năm, trước đây là chúng tôi thưởng tiền thì bây giờ là chúng tôi là sẽ thưởng sách. Dự kiến đến năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc sẽ huy động các nguồn lực để xây dựng hệ thống thư viện thân thiện cho toàn khối tiểu học, thí điểm mô hình thư viện đồ chơi cho trường mầm non và thư viện cho khối trung học cơ sở, trang bị hệ thống tủ sách cho cả hai khối học, sách cho giáo viên.